Hello, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Ngọc Tú. Thì như các bạn thấy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau thực hiện một cái hiệu ứng mới ở trong Photoshop. Đó là hiệu ứng đổ màu gold vàng ở trong hình ảnh của chúng ta. Hiệu ứng này thì cũng khá là phổ biến và được sử dụng tương đối là rộng rãi trong một số sản phẩm nghệ thuật. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thực hiện nhé. Như các bạn thấy đấy thì ở đây mình đang có hình ảnh của một chú chó Boston Terrier. Ở đây thì mình sẽ đổ màu vàng lên phần thân của chú chó này nhé. Cái phần gối này thì mình sẽ không đổ. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái hình này ra đã. Nào, mình sẽ sử dụng công cụ là pen tool. Mình sẽ cắt phần người chú chó ra trước. Cái việc mình sử dụng pen tool này nó không ngoài mục đích là để cho chúng ta lấy được những cái hình và chi tiết nó tốt nhất thôi. Chứ nếu mà các bạn nào làm nhanh hơn thì các bạn có thể sử dụng Quick Shrink and Mask nhé. Rồi sau khi xong thì các bạn có thể nhấn tổ phím Ctrl Enter để tạo vùng chọn. Nào, ở đây thì mình sẽ tạo cho nó một cái mask. Đầu tiên mình kích vào đây. Rồi, ở đây mình sẽ lấy lại một chút chi tiết bằng cách là mình sẽ chuột phải vào đây này. Mình sẽ chọn Select and Mask để, và mình sẽ sử dụng cái tính năng Refresh ở đây. Phím tắt là chữ R nhé. Để mà mình lấy lại một chút chi tiết trên lông của chú chó này. Ở đây mình thu nhỏ cái nét gọn này một chút để cho nó không ăn sâu quá nhiều vào phần thân ở bên trong, thì nó sẽ tránh việc là bị mất chi tiết nhé. Rồi xong xong ở chỗ này mình có thể tăng cái contrast lên một chút để cho nó ăn sâu vào thân của con chó hơn. Và phần shape này cũng vậy, để cho nó giảm một chút những cái phần màu trắng đi. Chúng ta giảm một chút nhé. Rồi mình nhấn OK. Với cái hình này thì mình sẽ nhân nó lên một cái bằng phím tắt là Ctrl Z. Và phần bên dưới này mình có thể bỏ cái phần chọn gì cũng được, mình tắt nó đi. Với cái phần mask ở đây thì mình sẽ gộp nó lại, chúng ta chọn chuột phải này, Apply Layer Mask. Rồi ở đây mình sẽ tạo thêm một cái Solid Color để chúng ta dễ quan sát hơn này. Ở đây mình sẽ chọn màu đen nhé, kéo xuống dưới này. Nào với hình chú chó này, bây giờ thì các bạn hãy nhấn tổ phím là Ctrl U cho mình để mở công cụ Hue Saturation lên. Trong đây thì mình sẽ giảm hết cái màu của nó xuống về đen trắng như thế này. OK. Nào, mình sẽ tiến hành, mình sẽ nhân cái hình lên một lớp Ctrl Z này. Sau đó thì mình sẽ truy cập vào trong Image này, chúng ta chọn Adjustment và chọn tính năng là Inverse. Phím tắt là Ctrl Y ngắn nhé. Trong đây thì các bạn hãy hòa trộn cho nó với chế độ là Difference. Nào, mình sẽ kích chuột phải vào đây, mình chọn Merge Down để mà gộp nó lại với nhau. Rồi mình tiếp tục nhân lên này, Ctrl Z này, đảo ngược màu sắc và Inverse bằng Ctrl Y. Và sau đó thì hòa trộn nó với Difference một lần nữa, lại gộp lại một lần nữa, Merge Down. OK, bây giờ thì mình sẽ đổ màu lên cho nó nhé. Cách đổ màu thì thông thường có khá là nhiều cách khác nhau. Các bạn có thể sử dụng một cái Sonic Color như thế này, với một cái màu vàng gold như lúc nãy mình đã đổ như thế này. Và chúng ta chọn Clipping Mask này, đưa nó về chế độ hòa trộn là Overlay này, thì nó cũng tạo ra được một cái màu vàng gold như thế này. Tuy nhiên cái màu này nó hơi đơn điệu. Ở đây thì mình muốn nó có một sự chuyển sắc nhẹ nhẹ một chút, cho nên là mình sẽ không sử dụng cái Solid Color như thế này nữa, mà mình sẽ sử dụng một cái Gradient Mask. Với Gradient Mask thì nó cũng tương tự như vậy thôi, nó chỉ khác cái là bây giờ nó chuyển màu theo một cái dạng là Gradient, tức là nó có dạng chuyển sắc thay vì là một cái màu đơn điệu. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái màu mà mình đã thiết lập sẵn. Các bạn có thể tải cái file màu gold này của mình gửi ở trong cái phần mô tả của video này nhé. Nào, với cái file này thì ở đây mình đã thiết lập sẵn một vài những cái thông số màu sắc như thế này, các bạn có thể tải về và thử nghiệm nó. Ở đây thì mình thấy cái phần màu của chú chó có vẻ nó hơi đậm quá, thì mình sẽ phải dịch chuyển cái này sang bên tay trái một chút để cho nó sáng cái phần sáng hơn một xíu như thế này. OK, là mình cũng đưa nó về Clipping Mask nhé. Các bạn thấy được cái hiệu ứng vàng gold ở đây cơ bản nó như vậy thôi. Tuy nhiên ở đây mình sẽ chỉnh thêm một chút. Thứ nhất là những cái phần lông ở đây mình không muốn nó quá chi tiết như thế này, là mình sẽ đưa nó về Smart Object này. Rồi sau đó thì các bạn có thể truy cập vào Filter, chúng ta chọn Styleline, chọn Oil Paint để cho cái sợi lông của nó mượt hơn một xíu. Ở đây mình đặt, các bạn nhớ kéo cái giá trị này kích cỡ về 10 cho mình nhé, để cho cái độ chi tiết nó tốt nhất nhưng mà nó vẫn có độ nhòe nhất định. Phần này mình đặt là 0.5 thôi. Nếu mình tăng quá cao lên thì nó sẽ bị nhòe quá, cảm giác nó sẽ mất đi cái độ chi tiết cần thiết. Mình cứ đưa về 0.5 nhé. Cái phần Lighting thì các bạn nhớ tắt đi cho mình nhé. Rồi mình nhấn OK này. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh thêm một chút về cái phần sắc độ của lông nữa. Chẳng hạn như là mình có thể truy cập vào Filter, sử dụng một cái bộ lọc Filter Gallery này.
Trong đây thì có rất là nhiều những cái bộ lọc khác nhau, nhưng ở đây thì mình đang sử dụng một cái bộ lọc đó là Plastic Swap. Trong cái Plastic Swap này thì các bạn hãy kéo kích cỡ cái giá trị highlight strength lên cho mình, để cho cái phần bóng này nó được hiện lên nó đậm nhất. Trong cái đó phần chi tiết thì các bạn nhớ là giảm hết về 1 thôi nhé. Nếu mà các bạn tăng quá cao lên thì nó sẽ thành như thế này đây. Nó bóng quá, nhìn nó không còn nét nữa. Trong cái đó thì cái phần smooth nét này thì các bạn có thể tùy chỉnh. Ở đây phần này mình cứ để cao nhất. Ok này. Tuy nhiên ở đây mình sẽ không để trực tiếp như thế này, tại vì nhìn nó giả quá. Ở đây thì mình sẽ, các bạn để ý này, cái dòng chữ Filter Gallery thì ở bên cạnh của nó, chỗ này nó có một cái ba cái dấu gạch như thế này. Thì cái chỗ này các bạn có thể kích đúp vào đây, nó sẽ mở ra cho chúng ta cái bảng Blending Option. Tức là trong một cái filter, trong một cái bộ lọc hay trong bất kỳ một cái gì mà các bạn đã sử dụng Smart Object thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thêm một chế độ Blending Option cho nó nữa. Trong đây thì mình sẽ sử dụng cái chế độ hòa trộn là Overlay nhé. Overlay thì nó sẽ tạo ra cái tương phản nó mạnh, nó gắt hơn. Nhưng mà cái phần Opacity này mình sẽ giảm xuống một chút này, mình không để nó cao quá như vậy. Ở đây mình để nó khoảng 50 thôi. Các bạn ý là nó sẽ xuất hiện những cái vết gân ở như thế này. Đây mình có thể tắt đi để các bạn dễ dàng quan sát hơn một xíu này. Cái phần ban đầu, đây là cái phần mình đã sử dụng hiệu ứng này. Nếu mà mình không có cái này thì nó sẽ không có cái gì ở đây cả. Mình bật lên thì nó sẽ có những cái đường gân nó hơi vàng vàng một xíu ở chỗ này. Và để làm cho cái hình này nó đẹp hơn một xíu thì mình có thể tạo thêm ở đây những cái vùng ánh sáng highlight nữa. Nào, mình sẽ tạo mới một cái layer nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng công cụ là Brush. Ở đây mình sẽ đưa cái màu của Fill về màu trắng này. Nào, mình sẽ nhớ là đưa Opacity và Flow về 100% nhé. Và Hardness chúng ta cũng đưa về 0%. Cái chỗ này là để cho nét nó mềm nhất đấy mà. Nào, mình sẽ vẽ ở đây một vài những cái điểm mà mình nghĩ là muốn nó sáng lên này. Mình sẽ vẽ vào một số những cái phần highlight như thế này để nổi bật lên hơn một chút. Mình sẽ đưa chế độ hòa trộn của nó là về Overlay này, thì nó sẽ vàng thêm một chút những cái phần như thế này, là giảm opacity xuống khoảng 30% thôi. Thì cơ bản hình chút chó của chúng ta nó chỉ có như vậy thôi. Nào, bây giờ mình sẽ tinh chỉnh thôi một chút về cái phần background nhé. Với cái layer này thì mình có thể nhân thêm một cái này. Ở đây mình có thể tắt cái này đi để các bạn quan sát hơn một chút. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái nền đen, nhưng mà mình sẽ vẫn giữ lại cái gối này nhé. Nào, mình sẽ tách thêm cái gối ra đã. Cái gối này thì có rất nhiều cách tách, nhưng mà đây mình sẽ không pen tool nữa, tại vì nó khá là mất thời gian. Nào, chúng ta sẽ sử dụng nhanh bằng Quick Selection Tool nha. Ở đây mình tắt cái này đi. Với Quick Selection Tool thì các bạn cứ kéo từ từ thôi, làm sao để cho chúng ta lấy được cái phần mà chúng ta cần lấy, và tránh để cái tình trạng là chúng ta lấy thiếu những cái phần mà chúng ta muốn lấy nhé. Các bạn có thể giữ phím Alt Tab để mà bỏ những cái vùng mà chúng ta không muốn lấy đi, và giữ phím Shift hoặc là không cần giữ phím gì cũng được, thì tự động nó sẽ về cái dấu cộng ở đây, tức là cái phần mà chúng ta sẽ lấy thêm ạ. Rồi, sau đó thì mình sẽ tiếp tục sử dụng một cái mask cho nó này. Với cái mask này, bây giờ mình cũng sẽ chỉnh một chút vào những cái phần màu nó trắng ở chỗ này. Nào, mình sẽ sử dụng lại Select and Mask này, chuột phải vào đây, Select and Mask. Rồi, mình cũng tăng contrast lên một chút này. Và Shift S để cho nó ăn sâu vào trong một xíu này. Nó vừa loại bỏ cái phần màu trắng nó dính ở viền ra. Rồi, nhấn OK. Nào, ở đây thì nó vẫn còn một số những cái chỗ nó hơi bị trắng, nó ám như này, thì mình không muốn nó xuất hiện nữa, thì mình sẽ xóa hẳn nó đi nhé. Bằng Brush này, các bạn đưa về công cụ Brush cho mình. Ở đây các bạn đưa về cái giá trị là màu đen nhé. Chỗ này chế độ hòa trộn nhớ đưa về Normal cho mình. Như thế này, 100%, Flow cũng 100% nhé. Rồi mình sẽ xóa cái phần này đi. Mình sẽ cho cái nét cọ nó cứng hơn một xíu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một cái ánh sáng ở phía sau nữa nhé. Ở đây mình sẽ tạo thêm một cái layer mới này. Mình sẽ đổ cái màu vàng cho nó như thế này. Ok. Về phần hardness đây mình sẽ đưa về 0% này. Nào, mình sẽ click vào đây một cái như thế này. Chúng ta có thể phóng to cái phần này lên, đặt nó vào những vị trí thích hợp và giảm opacity của nó đi 25%. Thì cái hình cơ bản hôm nay mình muốn giới thiệu tới các bạn nó chỉ có như vậy thôi. Và mình cũng hy vọng rằng các bạn sẽ thực hành nhiều hơn để mà chúng ta sẽ có được những cái bức ảnh đẹp hơn, và cố gắng là làm một cách kỹ lưỡng hơn và trau chuốt hơn nhé.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay khó khăn nào thì hãy comment xuống phía dưới để cho mình biết ý kiến nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình cũng như là xem nhiều video hơn nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn.